bệnh tổ địa, từ nguyên nhân triệu chứng và cách điều trị. Tổ địa là một loại viêm da được đặc trưng bởi các mụn ngứa chủ yếu xuất hiện ở tay và chân. Những cục mụn chỉ có kích thước 1-2 và có thể biến mất sau khoảng 3 tuần, nhưng chúng thường xuyên phát dẫn đến các vết xước và khiến da bị dày lên, gây mất thẩm mỹ cũng như ảnh hưởng tới sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức cụ thể nhất về bệnh. Mời bạn đọc cùng theo dõi bệnh tổ địa. Theo những con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh tổ địa là 1/2000. Tỷ lệ này đang có xu hướng tăng một cách nhanh chóng. Nguy cơ mắc bệnh tổ địa ở nam và nữ là tương đương nhau. Trường hợp mắc bệnh tổ địa được ghi nhận đầu tiên là vào năm 1873. Tên tiếng Anh của bệnh tổ địa là có nghĩa là sự khó khăn của việc đổ mồ hôi. Tên của bệnh được đặt là bởi những vấn đề của tuyến mồ hôi đã từng được các chuyên gia nhận diện là nguyên nhân gây bệnh tổ địa. Nhưng đã sau này các nghiên cứu phát hiện ra đầu hoặc hai bên các ngón tay, ngón chân, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là triệu chứng bệnh tổ địa xuất hiện sớm nhất và cũng dễ phát hiện nhất. Các mụn nước của người bệnh tổ địa thường mờ đục nằm dưới da. Chúng có thể nô lên một chút hoặc chỉ ngang với bề mặt da, nhưng không thể bị vỡ một cách dễ dàng bởi những mụn nước nằm sâu trong da. Để lâu ngày, các mụn nước nhỏ dần hợp thành một và hình thành mụn nước lớn. Tại vị trí xuất hiện các mụn nước, bạn có thể cảm thấy rất ngứa, đau đớn, cũng có thể không có triệu chứng gì. Những tình trạng bệnh tổ địa sẽ càng xấu đi nếu bạn tiếp xúc với xà phòng, nước hoặc các chất kích thích khi rãi mạnh có thể làm các mụn nước bị vỡ, chất lỏng bên trong sẽ thoát ra ngoài, để lại lớp vảy da và xuất hiện các lỗ nhỏ. Dấu hiệu bệnh tổ địa này thường gây đau đớn, khó coi và cần mất vài tuần, thậm chí vài tháng để lành. Chất lỏng từ các mụn nước này là huyết thanh tích tụ giữ các tế bào da bị kích thích. Nó không phải là mồ hôi như những suy đoán trước đây. Móng trên các ngón tay, ngón chân bị ảnh hưởng bởi tổ địa cũng xuất hiện hiện tượng rỗ. Khi thấy triệu chứng bệnh tổ địa này, bạn nên có biện pháp điều trị kịp thời để tránh hệ lụy sau này. Nguyên nhân gây bệnh tổ địa. Cho đến tận ngày nay, nguyên nhân gây bệnh tổ địa vẫn là một bí ẩn. Thay vào đó, những nghiên cứu mới chỉ giúp tìm hiểu các yếu tố tác động đến tình trạng bệnh. Trong năm 2013, Trung tâm Đại học Y đã thực hiện một loạt các nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, phương pháp mù đôi trừ và đối chứng giả được cắt ngang trừ đã chứng minh được bệnh tổ địa phát triển mạnh hơn ở những người sống trong môi trường có ve bụi nhà hay mặt bụi nhà. Ngoài ra, còn có một số giả thuyết đang được nhiều người cho rằng là nguyên nhân của bệnh tổ địa, đó là dị ứng. Người bệnh có thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất như nước tẩy rửa, xà phòng, xăng, dầu mỡ, bị nhiễm các loại vi khuẩn, vi trùng do sống trong môi trường ô nhiễm, đặc biệt là tụ cầu vàng. Thức ăn tổ địa cũng có thể khởi phát nếu bạn bị dị ứng với các loại thức ăn như hải sản, đồ lên men. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh tổ địa nêu trên, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ cảm ứng hay dị ứng. Thuốc điểm mạnh
học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người bệnh tin dùng bởi sự hiệu quả cũng như đã trả phải chăng với một liệu trình bôi ngày không 3 lần giúp bạn ngăn ngừa căn bệnh tổ địa từ nguồn gốc của bệnh đến những tổn thương ngoài da, đem lại cho bệnh nhân một làn da khỏe đẹp. Sự tự tin vốn có trong quá trình sử dụng bạn dần tiêm cá mè, thịt chó để hiệu quả của thuốc đạt mức tối đa. Chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả. Để được tư vấn về căn bệnh tổ địa